tôi cũng ý thức được cái là một doanh nghiệp mình cần phải tập trung vào hướng đến trẻ nhỏ và cho thế hệ của tương lai. Sau tìm kiếm 10 năm có kinh nghiệm thì mới tìm được sản phẩm này. Sản phẩm này đã nổi tiếng ở New Zealand, ở Hàn Quốc và cả Trung Quốc nữa.